Gần đây tôi có nhận được một câu hỏi về cây lựu. Chị hỏi rằng cây lựu của chị bị vàng lá và thường xuyên bị héo rũ, như vậy có sao hay không? Đối với cây lựu, do đặc điểm là một loại cây ăn trái, có tán lá phát triển nhanh, rộng và bộ rễ rất khỏe, do đó khi trồng chậu, cây lựu thường xuyên bị vàng lá như thế này là một điều bình thường. Với lượng cành nhánh nhiều thì lượng giá thể trồng trong chậu là có giới hạn, cũng như lượng nước cung cấp cho cây chỉ một phần, do đó khi cây phát triển khoảng 3 đến 4 tháng sau khi trồng chậu, thường xuyên xảy ra hiện tượng là cây bị vàng lá, thậm chí là bị héo vào buổi trưa. Thông thường, đối với những cây lựu này có thể tăng tần suất tưới nước cho cây, một ngày tưới khoảng 2 đến 3 lần để cung cấp thêm nước cho cây lựu. Bên tay trái này là một cây lựu trước đó cũng bị vàng lá. Sau khi thay chậu được khoảng 1 tháng thì bộ lá của cây đã bắt đầu xanh mướt trở lại. Nhưng khi tôi trồng cây lựu thấy có một đặc điểm, đối với những cây thường xuyên bị khô hạn, lá vàng như thế này lại là những cây dễ ra hoa và đậu trái. Còn đối với những cây thường xuyên phát triển bộ lá xanh mướt lại thường ít trái hơn. Có thể để cho cây lựu khô hạn trong một thời gian ngắn là một trong những biện pháp kích thích cho cây ra hoa. Do đó, khi trồng một cây lựu trong chậu, nếu thấy bộ lá của cây bị vàng, đa phần là do lượng dinh dưỡng trồng của cây không đủ, có thể tiến hành nâng chậu thêm đất trồng mới cho cây lựu. Lưu ý, đối với cây lựu nên trồng ở vị trí thật nhiều nắng thì cây mới mau có trái. Khi cây lựu trồng ở vị trí mát mẻ thì rất là ít hoa. Sau khi tiến hành thay chậu cho cây lựu thông thường thì khoảng 20 ngày sau cây lựu bắt đầu phát triển nhiều tược non. Ở thời điểm này có thể tiến hành bấm ngọn bỏ đi các tược non này. Việc này sẽ giúp cho cây lựu dễ dàng đậu hoa hơn. Một lưu ý khác, bản thân cây lựu chỉ cần có đất trồng và nước đã phát triển tương đối ổn, nhiều anh chị khi mới mua về trồng bổ sung khá nhiều lượng phân bò cũng như phân hữu cơ. Điều này sẽ làm cho cây lựu dễ bị vàng lá và rụng lá hàng loạt trong khoảng 1 tuần lễ đầu nếu như lượng phân thêm vào quá nhiều. Tuy rằng thường là cây không chết nhưng mất khoảng 20 đến 30 ngày thì cây lựu mới phục hồi ra tược non mới trở lại. Trên đây là một số thông tin mà tôi biết được về hiện tượng vàng lá ở cây lựu khi trồng chậu.